Tu tập tỉnh thức trong mọi hành động. Khi tu tập tỉnh thức trong những hành động sống hàng ngày, quý Phật tử phải nhớ tu tập trọn một ngày một đêm thọ bát quan trai, nhất là phải chuyên cần tu tập chánh niệm tỉnh giác định bằng mọi hành động ngoại của thân và câu hữu với pháp môn tứ chánh cần để ngăn các pháp ác và diệt trừ các pháp ác. Quý vị tu trong mọi hành động thân khẩu ý với mọi công việc như quét sân, nấu cơm, lặt rau vân vân đều tu tập được cả. Quý vị nên nhớ kỹ, phải dùng pháp hướng tâm để tập tỉnh thức trong hành động. Thí dụ, khi đang quét sân thì quý Phật tử hướng tâm, nghĩa là tác ý: quét sân, tôi biết tôi đang quét sân. Khi đang lặt rau thì quý vị hướng tâm, tức là tác ý: lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau. Khi đang nấu cơm thì quý vị hướng tâm, nghĩa là tác ý: nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm. Đó là quý vị đã tu tập tỉnh thức trong hành động quét sân, lặt rau, nấu cơm. Sau đó, để xả tâm tham sân si mạn nghi của mình trong hành động quét sân, lặt rau, nấu cơm, thì quý vị dùng câu pháp hướng quán ly tham. Thí dụ, đang quét sân mà muốn tu tập lìa xa tâm tham thì quý Phật tử hãy nhắc tâm: quán ly tham, tôi biết tôi đang quét sân. Khi quý vị đang lặt rau mà muốn tu tập lìa xa tâm tham thì hãy nhắc tâm: quán ly tham, tôi biết tôi đang lặt rau. Khi quý vị đang nấu cơm mà muốn tu tập lìa xa tâm tham thì hãy nhắc tâm: quán ly tham, tôi biết tôi đang nấu cơm. Với tâm tham sân si mạn nghi, quý Phật tử đều nương vào những hành động làm việc hàng ngày của mình mà tu tập. Như vậy thì tâm sẽ ly dục ly ác trọn vẹn. Cho nên quý Phật tử làm việc gì đều có thể tu tập được cả. Thầy sẽ cho những câu ví dụ sau đây: quán ly sân, tôi biết tôi đang quét sân. Quán tâm như đất, tôi biết tôi đang lặt rau. Quán tâm ly tham, tôi biết tôi đang đi. Quán tâm ly sân, tôi biết tôi đang đi. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang nấu cơm. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang lặt rau. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang quét sân. Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang đi. Xin quý Phật tử lưu ý, quý vị đang làm công việc gì thì quý vị hãy tỉnh thức ngay trong hành động làm công việc đó, và quý vị luôn luôn kèm theo câu pháp hướng vô thường, khổ, vô ngã để xả tâm tham sân si của mình. Đó là pháp tu xả tâm trong thời gian tu tập thọ bát quan trai. Khi đi kinh hành, quý vị cũng tu tập như vậy: quán ly tham, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán ly sân, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán ly si, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán tâm như đất, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán tâm vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán thân vô thường, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Hoặc làm tất cả mọi công việc, quý vị cũng có pháp hướng xả tâm, nhắc tâm theo công việc ấy. Ví dụ khi đang nấu cơm thì quán thân vô thường, tôi biết tôi đang nấu cơm. Hay là quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang nấu cơm. Khi đang lặt rau thì quán tâm vô ngã, tôi biết tôi đang lặt rau. Hoặc quán pháp vô ngã, tôi biết tôi đang lặt rau. Đó là vừa tu tập tỉnh thức trên tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp trong từng hành động theo mọi công việc làm, mà lại vừa xả tâm mình. Trên đây là pháp môn tu tập tỉnh thức trong mọi hành động, câu hữu với pháp xả tâm ly dục, ly ác pháp để diệt ngã xả tâm trong ngày thọ bát quan trai. Chúc quý Phật tử tu tập viên mãn, đạt được tâm thanh thản, an lạc và vô sự.